Chào mừng quý vị đến với kênh của nhạc của âm thanh ánh sáng Dương Tứ. Hôm nay Dương Tứ sẽ phối ghép cho quý vị một bộ âm thanh vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay mà giá thành hợp lý, giá là 32 triệu đồng. Gồm trước mắt quý vị đây là một cặp loa Wattfiden logo này, bass 30 một kẹt, hàng mới nguyên hộp, công ty chính hãng Wattfiden. Wattfiden là một thương hiệu loa của Anh Quốc, được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Công ty của Wattfiden đặt ở bên đó. Nó là dòng loa rất là chất và chi tiết. Và cấu hình Dương Tứ sẽ ghép là một con vang Theta K6 vang số. Con này nó rất là hiện đại và được chạy nhiều chế độ rất là hay. Kết hợp với bộ mic AAP bộ mic không dây mới. Tiếng alo rất là sáng và sạch, và được phối ghép cùng với con đẩy ở dưới, con đẩy mặt nhông phay và hàng bãi rất là đẹp, đủ công suất để đánh, và cùng với một con trầm bass 40 đây, con trầm 1600W đây, kèm đẩy. Hoặc sẽ phối ghép với một con trầm điện thì nó sẽ hay hơn. Con trầm điện bass 40. Và xin mời quý vị đến với ca khúc Mưa Đêm Tình Nhỏ. Để quý vị nghe dòng nhạc Bonero trước nhé. Ali 1 2, Ali. Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi, tớ duyên xưa còn hay mất. Mái trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ đô nào? Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi, mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn. Mưa triền miên trên đồn khuya, lòng anh thương nhớ vô biên. Yêu, yêu em ngày đó em nhìn ánh mắt hoen sâu, không nói nên câu giã từ. Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua màu. Yêu, yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành, khi núi sông còn điêu linh. Ở nơi này vui kiếm sống trinh nhân nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tàn chính chiến cho tơ duyên đượm thắm màu. Và phương đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh nhớ thương vơi đây. Đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho cha tình lẻ đêm buồn.
Ali 6712. Ni. Và bây giờ xin mời quý vị nghe một đoạn nhạc ở Zimix nhé. Một đoạn nhạc Zimix thì xem cái loa đánh như nào, cái bộ già nó chơi như nào nhé. Vâng, anh em có thể đeo tai phone và nghe cho nó rõ chi tiết hơn. Với cấu hình 32 triệu bộ này thì cực chất luôn. Và bây giờ là một đoạn nhạc Bonero, nghe ca sĩ hát. Dạ vâng, đây là tiết một bản nhạc của Lệ Quyên. Để nghe cái độ chi tiết. Nhớ đeo tai phone nhé, nghe cho rõ. Hoặc có thể mở ra giải âm thanh nhẹ nhàng nhé. Đeo tai phone là tốt nhất. Nghe lao xao ngoài hiên vang lá vàng.
Xin gửi tới quý vị một ca khúc Qua Cơn Mê. Xin mời quý vị cùng đón nghe, rồi Tứ sẽ hát trực tiếp cho anh em nghe. Một mãi qua cơn mê, xa cuộc đời bênh bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dầm vui. Trường xưa vắng ta, nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương. Mười ngón tay em dài vun tình mình thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Đời ta như cánh chim, lỡ vui nên bay xa, sẽ trở về ăn nắng. Tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Và cho quý vị nghe một ca khúc một sự chi tiết nữa. Fa现自己已不能够